Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh KTM 1290 Super Adventure S 2021 chính thức ra mắt thị trường châu Á. KTM 1290 Super Adventure S 2021 được ra mắt đầu tiên vào hồi tháng 1 năm 2001. Hiện cái mẫu xe này đã cập bến thị trường Malaysia với một mức giá bán rơi vào khoảng 132.900 AM, kim gồm thuế tương đương khoảng là 718 triệu Việt Nam đồng. KTM 1290 Super Adventure S 2001 được xem là một sản phẩm đáng tự hào khi đến từ nước Áo vào năm 2021. Khi cái con xe mới này sở cho mình thiết kế tốt hơn, thiết bị điện tử thì hiện đại hơn, bao gồm một hệ thống radar và cái sự phân bố trọng lượng được tối ưu hóa, ở dụng một hệ thống treo lập bán di động hệ mới nhất. Cái tư thế người lái trên cái chiếc 1290 Super Adventure S 2001 giờ đây đã được cải thiện rất nhiều với phần yên xe mới với chiều cao là 849m. Cái con số này thấp hơn là 11m nếu so với cái bản trước đây. Bình xăng dung tích 23 lít cùng với một hệ thống khởi động không cần chìa khóa để mở tạo thêm một cái diện mạo mới mẻ hơn cho phiên bản 1290 Super Adventure S 2001. Ngoài ra, phần cấp sau dài hơn với các chi tiết gia cố đã góp phần mang lại cái cảm giác ổn định khi tăng tốc. Cái chiếc KTM 1290 Super Adventure S 2001 còn được giới thiệu một hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng radar. Đây là công nghệ mới vừa được các hãng xe áp dụng vào năm 2021. Được phát triển với sự hợp tác của Bosch, hệ thống dựa trên radar gắn phía trước tự động điều chỉnh khoảng cách an toàn với phương tiện giao thông phía trước theo 5 cấp độ, có thể truy cập thông tin qua những nhiều cái nút điều khiển trên các phần tay lái đã được thiết kế lại. Hệ thống keo bán di động Dolby ABS Semi Active thế hệ mới nhất được ra mắt trên cái chiếc 1290 Super Adventure S 2001. Lấy cái tín hiệu từ cảm biến 60 của EMU, bao gồm luôn các chế độ cơ bản là Comfort, Kids và Sport, trong khi các chế độ như Off-Road và Auto là tùy chọn bổ sung thêm. KTM 1290 Super Adventure S 2001 còn có nhiều chế độ lái bao gồm như Range, Kids, Sport, Off-Road và một chế độ Rally có thể cài đặt dưới dạng tùy chọn. Theo các tiêu chuẩn gồm có trang bị kiểm soát lực kéo Traction Control, chế độ phanh ABS Off-Road, kiểm soát hành trình Rear Cruise Control và khởi động không cần chìa khóa, áp sát, giám sát cái áp suất lốp và kết nối với Marais, tất cả hiển thị thông qua cái đồng hồ TFT LCD hoàn toàn mới 7 inch. Hiện tại thì KTM 1290 Super Adventure S 2001 được giới thiệu thị trường Malaysia với mức giá khởi điểm 132.900 AM, tương đương là 718 triệu Việt Nam đồng. Mức giá này chưa gồm thuế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy đăng ký tiếp, nhớ like, subscribe.